Xin chào cả nhà. Hôm nay mình xin chia sẻ cả nhà cách làm bánh bánh lăng chuối nha cả nhà. Đó, bánh lăng mà thường thì người ta làm trứng gà với sữa tươi được không ha? bữa nay mình có thêm cái món chuối này thì cái bánh lăng của mình ăn rất là thơm ngon và bổ dưỡng nha cả nhà đó thì ở đây mình nói sơ qua về cái thành phần nguyên liệu nha ở đây thì mình sử dụng năm trái chuối chín nè cái chuối này bữa trước nó chín quá rồi mình gọt mình bỏ ngăn đá đó cả nhà cho nên bây giờ mình lấy ra mình sử dụng thôi ha cho nó rã đông rồi mình lấy ra mình sử dụng thôi còn cả nhà bình thường thì cả nhà cứ lấy năm trái chuối chín cho mình ha cái chuối sứ đó, chuối xiêm đó cả nhà ha. Thì chín chừng nào nó tới cái độ chín của nó thì nó ngọt nó sẽ ngon chừng nấy ha. Rồi cả nhà cắt nhỏ nhỏ ra như thế này cho mình nha. Rồi lát nữa mình bỏ vô cái cối cây xay sinh tố là mình xay thôi. Cái làm cái bánh lăn chuối này rất là đơn giản và mau cả nhà ơi. Đó thì mình sử dụng là năm cái trứng gà ha. Còn sữa đặc đó thì mình sử dụng năm muỗng canh nha cả nhà còn về cái phần sữa tươi á, thì cả nhà lấy nửa đông cho mình là 500 ml ha thì các bạn có thể sử dụng sữa tươi có đường hoặc không đường cũng được tùy theo cái độ mặn cái độ ngọt mà cả nhà muốn um, mình ăn thôi ha ngọt hoặc là ấy thì do tùy theo mỗi gia đình thôi nha cả nhà rồi rất là đơn giản chỉ cần các bạn là bỏ những cái thành phần nguyên liệu này trong cái máy xay sinh tố và mình xay cái ruột lên thế là xong ha rồi bắt đầu mình thắng nước caramel đó cả nhà mình đổ vô trong từng cái khuôn và mình đem lên mình hấp thôi đơn giản lắm cả nhà. Rồi bây giờ cái này trước tiên là mình bỏ những cái nguyên liệu này mình vô cái máy cuộn xay sinh tố mình à, xay nha cả nhà. Rồi sau đó các bạn ray qua cho mình hai lần để cho nó mịn đó cả nhà. Rồi bắt đầu mình thắng caramel ha đơn giản lắm nha. Rồi đó cả nhà thì chỉ việc cả nhà lấy cái cối xay sinh tố nè, rồi cả nhà bỏ cho mình sữa tươi vô ha. Thì sữa tươi mình đã đổ vô đây rồi nè cả nhà cả sữa tươi cả nhà đổ vô cho mình là 500 ml ha. Thì với 500 ml này thì cả nhà đổ cho mình là 5 muỗng canh sữa đặc vô ha. Mình mới bỏ sữa đặc vô luôn rồi đó cả nhà. Rồi cả nhà cho chuối vào nha cả nhà. Ha, cho hết chuối vào cho mình. Rất là đơn giản, cái món này đơn giản lắm. Rồi cho chuối xong rồi cả nhà đập năm cái trứng gà vô rồi bắt đầu bỏ vô cái máy xay cả nhà xay lên cho mình rồi bắt đầu ray cho nó mịn thôi ha rất là đơn giản nha Rồi cả nhà đem vô máy quay nha. Cả nhà khi mình quay là mình 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 bỏ vô máy xay mình không có quay nha cả nhà. Rồi sau đó cả nhà bỏ qua cái rây đó cả nhà. Cả nhà lượt lại cho mình cho cái hỗn hợp của mình nó mịn ha. Cả nhà lượt lại hai lần nha. Rồi xong rồi sau đó mình chuẩn bị caramel và bắt đầu mình đổ vô cái khuôn lăng mà mình làm thôi. Đơn giản lắm cả nhà. Nhưng mà thành phẩm rất là ngon và bổ dưỡng nha cả nhà ha. Rồi mình thắng caramel nha cả nhà. Thì cả nhà cho chuẩn bị cho mình năm muỗng canh đường và năm muỗng canh nước ha rồi cả nhà đợi lửa nhỏ riêu riêu như thế này nha đừng có quậy lên nha rồi để lấy nữa từ từ đường nó tan và nó từ từ nó chuyển màu thì mình cạnh cái miếng dĩa mình tắt lắc lắc chút xíu thôi ha là xong thắng caramel cũng đơn giản lắm dở lắm cả nhà không có được quậy nha quậy nó lại đường nha đó chỉ cần cho năm muỗng canh đường và năm muỗng canh nước vô cho mình thôi rồi lấy nữa nó chuyển màu hơn màu cánh dáng là bắt đầu mình tắt và mình múc vô trong những cái khuôn đó cả nhà còn qua mình coi cái hỗn hợp của mình hồi nãy mình xay trong máy xay sinh tố đó cả nhà. Nó xong chưa nha. Đó. Đây cả nhà, hỗn hợp à, chuối sữa đồ đó, sữa đặc đồ đó mình đã xay xong rồi mình đã ray, qua ray là ra, lược rồi nha cả nhà. Tức là thành phẩm xong rồi nè. Khi mà mình bỏ caramel vô những cái uh, ly uh, bánh lăng như thế này ha. Rồi mình sẽ múc cái hỗn hợp này vô, rất là đơn giản ha. Mình làm rất là mau nha. Rồi xong đó là mình đem vô mình hấp thôi, đơn giản lắm. Đó cả nhà khi nó sôi đó cả nhà lắc lắc cho nó đều nha, rồi chừng nào nó chuyển sang màu cánh dáng rồi mình sẽ tắt bếp ha. Đó, để các bạn để lửa nhỏ nha, đừng đợi lửa lớn nha. Rồi. Rồi đó cả nhà, khi mà cái caramel của mình nó hơi vàng vàng cái cánh dáng thôi nha, đừng có để cho nó cháy nha. Thì cả nhà tắt bếp như thế này rồi ha. Rồi cả nhà cho nó nguội chừng khoảng một phút thôi rồi cả nhà đổ vô khuôn ha. Rồi từ đó mình sẽ đổ cái dung dịch bánh lăng lên ha. Rồi bắt đầu mình đem qua mình hấp thôi, rất là đơn giản nha. rồi đó cả nhà sau khi mình bỏ caramel vô trong những cái hũ rồi đó thì cả nhà chỉ cần múc vô bỏ vô cho mình thôi ha rồi mình chuẩn bị cái sửng hấp và mình hấp thôi nè cả nhà múc cho cái le, cái ca gì nó có cái miệng phiểu nè để cho mình dễ rót đó ha cả nhà ha rồi mình rót xong mình bỏ qua mình hấp luôn ha Rồi mình quay cả nhà sôi sang nha rồi sau khi mình bỏ qua cái sửng hấp xong cả nhà cả nhà đổ nước sôi dưới sửng ha khi nước nó sôi rồi mình mới bỏ vô nha cả nhà và cả nhà nhớ cho mình hấp nha Ờ, lửa vừa hoặc là vừa yếu thôi nha để không có rổ nha cả nhà hấp mà lửa cao quá là nó rổ nha cả nhà lửa lớn là nó rổ nha rồi cả nhà hấp cho mình khoảng 10 phút thôi 10 hoặc 15 phút tùy theo mình canh mình canh sao mà cái mặt bánh lăng của mình nghiêng qua nghiêng lại nó không có lỏng á hoặc là mình tâm cái tâm vô á mà nó không có dính bột nữa là tức là chín rồi nha cả nhà ha thì cái hấp bánh lăng mình đã chia sẻ trong những cái clip trước rồi đó ha còn cái này hấp bánh lăng chuối thì nó cũng y chang tự tự như vậy thôi ha rồi khi mà thành phẩm thì mình sẽ review cho cả nhà xem nha. Rồi. Xin chào cả nhà, mình mới vừa hoàn thành xong cái món bánh lăn chuối nè cả nhà. Đó, cả nhà thấy cái bánh của mình không? Nó ngon quá ha. Nói chung nếu mà so giữa cái bánh lăn chuối và cái bánh lăn thường và cái bánh lăn phô mai đó cả nhà thì dĩ nhiên cái bánh lăn phô mai hoặc là cái bánh lương thường nó ngon hơn rồi là tại vì có cái chuối nó hơi đặc hơi cứng lại cho nó không có mềm mọng y như là cái bánh lăn phô mai nhưng mà cái bánh lăn chuối này nó được một cái là nó có bỏ thêm chuối vô cả nhà thì cái bánh này ăn tốt cho sức khỏe lắm nha cả nhà nhất là trẻ em ha trẻ em ăn dặm ăn đùa mình cho ăn nó có cái hàm lượng chuối tăng thêm cái hàm lượng kali trong cái khẩu phần ăn của bé thì rất là tốt ha xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều cả nhà theo công thức của mình làm thử đi cái món này làm thì rất là đơn giản và mau ha cả nhà ha đồng thời mình để trong tủ lạnh ngăn mát á mình ăn dần dần cũng được đó cả nhà yêu thích kênh của mình nhớ like và chia sẻ giùm ha đồng thời cũng đừng có quên đăng ký kênh nha cả nhà đăng ký kênh để mình có nhiều động lực mình ra thêm nhiều clip mới nha cả nhà đó mình biết công thức gì về nấu ăn thì mình chia sẻ cho cả nhà hết thì ai cũng có thể nấu ăn được mình cô động được lại là cái món ăn của mình nó nấu rất là đơn giản và mau đồng thời cũng rất là ngon nha cả nhà xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều xin chào và hẹn gặp lại